đi coi mua cái máy lắp nó tháo ra dùng vung bò nó kéo cong lắp hết trơn. Lấy cái đầu, lấy cái đầu để này ngon các bác. Ba trăm tám mươi rồi, hả? Đâu, đâu. Thấy mẹ gì đâu. Thấy không? Tại mày có ánh sáng từ trên xuống. 380 người thấy à, thấy à. Tao đeo kính vô tao thấy liền. 2300 vòng. DM6S. Chơi luôn cái motor luôn cháu. Cháu. Con người luôn. Để luôn nó bán sắt cũng được. Ừ. Mình cho không là vấn đề. Mà nó bán gì? Bán sắt rồi mua thêm sắt. Bán sắt rồi mua thêm sắt. Bán sắt rồi mua thêm sắt. Đúng này lấy được cục này. Cục đó. Cục này à? Lấy cục này luôn, bán sắt cũng được. Toàn sắt nhôm nè. Động nó sắt luôn á. Rồi hỏi cái mấy cái đó nó bán làm sao? Mày không có gì. Cái gì? Hỏi cái này là bỏ gác hả gì? Mình lấy mình mua làm gì? Đặng mình lấy cái kia cái này. Này đồng không mày không? Đồng với điện không? Chứ nào bữa mày đâu thấy đặng không? Chứ tàu mua được đó. Nó để đây có nghĩa là mình mua được cái trong. Máy Isuzu. Sơn còn rất là ngon luôn. Mấy này mua nó chừng 18, 20 man, 22 man được rồi. Ba trăm tám chục ngựa. Tua thì 2300. DM6S. Tới gì nó không biết. Máy mua hôm hai đâu có lời không? Chúng mình mua mấy đồ rẻ quá không biết lắm. Mấy trăm mười lăm nghìn à? Cái này là mấy trăm mười lăm mà. Nó là vấn đề đó chứ. Nên mình phải bán nó 40 mới được. Tàu này hả? Ừ. Vấn đề máy này nhiều. Ba chục ăn không? Cái máy này là tôi thấy là ngon đó. À 25 man. 25 man. Thích quá không chị? 30 chục. 30 chục đấy. Ừ. Ừ. Tàu này. Tàu này. Tàu này mình sẽ bán ra 40 rồi. 40. À. 4 thì 115 nữa. Đem về nó không cần để ấy nữa chồng. Tàu nó để đây nó bán là chắc rồi đúng không? Bán là chắc.
115 gạo Suki 4 thiền. Cái này chắc cái dạng UF gì đây phải không? Đó, nó. Không tan hả? Nè, 255 nè. UF 23 hả? Suki 23. Suki 235. Nó lại u luôn đó. Thì 235 23 feet chứ. 23 feet. Nếu được mai trả luôn không? Trả với tàu á hả? Mai có mưa không trả? Giờ coi nè. Máy này ngon. Nó đang ăn cơm hả bác? Okay. Cái này kéo tàu. Cái này kéo tàu, motor kéo tàu. Motor nằm đó gì? Motor nằm đó đó. Cục đen đen. Còn này là cái bơm vậy đó. Này gắn vô máy nè, này nó gắn vô máy Isuzu nè. Bơm á. Chơi chơi chơi. Mấy bình không? 40 kg, 41. Không à. Thì kiểu thôi, nếu mà cái này ta ta chịu mua ấy thôi, mua đúng giá. 20 kg, 800. 4 gục ra được 4 5 ngàn. Chứ mình mua bao nhiêu? 40 dàn ký hả? Này bao nhiêu ký? Cục này bao nhiêu ký quên à? Đại hết 5 ngàn đi. Đúng cụ nó bán được 5 ngàn. Hồi xưa 4 gục này bán mấy lá, lá mấy đâu. Thôi để cho nó đấy. Mình để thì mới cân đó. Không, mình này xài được không à? Không phải. Mình mất ton mà. Không phải. Không. Mình nấu mình mua mình xài, nấu nó mình mua mình bán phế liệu. Cái kiểu mình mua vào cái này mà lỗi rẻ hơn của mấy anh kia thì nó lại nghĩ mình là mình mua mấy cái này đồ rẻ, mấy cái đồ này cũng rẻ chứ. Mình nấu mua mình hỏi đó mà. À, mình hỏi nó mày bán nhiều tiện đây tao lấy lên à, được. Nhưng đâu nói giá đâu, nói cho nó nói mà. À. Nó đồng không nè. Tại vì tao mua vô á, tao cũng thể bên đó để tao ta phải xử cho người ta trong. Chú ông khói này nhôm mà sắt ta. Khó tạo. Nhôm nhận ký 100 mấy không? Hả? Nhận ký 100 mấy á. Nhôm á, ký 100 mấy á. Đi nóc gần 200 á. Dây điện không luôn. Quay cái tàu nó phá nó dộn đây à. Lấy cái máy này được ấm rồi. Máy với chiếc tàu này 9 giờ chục man xài chơi hả? Xài hè rồi chứ. Chục máy này lớn. Mai nếu mình chở nó kêu nó bỏ cái đây luôn. Bỏ chiếc kia rồi. Chạy không? Còng không hả? Rồi. Mình tạm bữa nói nó ấy rồi. Đâu có nói đâu. Lâu rồi đâu có nói đâu. Đâu có nói nặng gì đâu. Bữa nói là thôi để khi đi vào cái món khác á, đi chung là món khác. Có mà không lấy, lấy cái máy không mà, nó lấy cái máy không mà, cái xe nào? Đó không lấy rồi. Ừ, ta nhớ cái chiếc nào nè. Con đi chưa? ないようですよ。待ちますから。先生はね、この後は海で、じゃあ、これ、ちょっと、なんか、痛んだよ。ああ、あ、そうか。
tháo cho ổng ấy đi rồi mình kiện, mình cột dây tiếp chứ hai cộng thì chịu không nổi đâu. Đây Suzu đẹp lắm mọi người ạ. Đi về trên đường về ghé chỗ này có gì không? Gà dài cả mấy kiếm vài chục man. Xài hè, kiếm tiền xài mùa hè. Cái xe cuốc này nè, nó biểu mình kiếm cho nó cái xe khác, rồi nó bán lại cho mình cái này. Có nghĩa là nó mua cái xe khác ngon hơn rồi nó bán lại cái này. Có nghĩa là có thể mua cái xe này dễ ghê luôn á. Cuốc này mới chạy mấy năm rồi. Phát điện phát được 21.5 cho da. Đây còn mấy cái vỏ rất là đẹp. Mất điện ngoài mới luôn. Mất điện dưới tàu. Cái đống vỏ của cái thùng đó điện đó, tháo ra để rồi mua hai này giờ chắc là thôi đem nó đây hết rồi. Chúc mọi người vui khỏe.